Chủ nhật. Bây giờ 17:50 chào đón quý vị đang cùng đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn yêu thương và nhớ lịch hẹn của chúng ta. Mỗi một cuối tuần đến, chúng ta lại cùng nhau gặp gỡ với một ngôi sao đến với chương trình, cùng họ khám phá những điều thú vị trong cuộc sống cũng như là những khẩu vị ăn uống của các ngôi sao. Chúng ta sẽ có cơ hội được khám phá và được trải nghiệm những món ăn ngon đến từ những người bạn trẻ đầy tài năng. Chào đón sự xuất hiện của diễn viên Thanh Hiền. Cùng với Tuyền Tăng chào đón khách mời của ngày hôm nay là một chàng diễn viên vô cùng tài năng và đẹp trai lắm mọi người. Tuyền còn mê nữa. Xin được chào đón sự xuất hiện của diễn viên Lê Minh Thành. Trời ơi, bắn tim một cái xỉu luôn à. Xin được chào. Rồi, chào Tuyền. Và lời đầu tiên xin cho phép Lê Minh Thành em gửi lời chào thân thương, thân ái và đặc biệt nhất là thân tình đến toàn thể khán giả đang xem chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật là lớn để chào đón ca sĩ Khư Huy Vũ. Chào em. Dạ. Lời đầu tiên thì cho phép Khư Huy Vũ chào tất cả quý khán giả yêu thương của chương trình Khẩu vị ngôi sao và đặc biệt là chào MC xinh đẹp của chúng ta. Ôi trời ơi, cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Đây là một nữ ca sĩ rất xinh đẹp và tài năng. Hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón Ngọc Kayla. Ủa gì chào ai trong đây hả chị? Tiền tay. Dạ xin chào chị. Dạ chị. Lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Kayla xin được gửi lời chào thân thương đến Tiền Tăng cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khẩu vị ngôi sao. Dạ, cảm ơn chị vì đã đến với Khẩu vị ngôi sao. Trời ơi, mới xuất hiện thôi nha là đã thấy rất là thú vị rồi. Còn điều gì bất ngờ để khám phá về Ngọc Kayla đây? Chúng ta hãy cùng vào phòng khách của chương trình để tiếp tục nhé. Xin mời chị. Ok. Rồi, mời chị. Thoải mái quá. Đã nghe danh Ngọc Kayla rất lâu, nhảy đẹp, giọng rất là nội lực đó. Mà bây giờ gặp trực tiếp phải công nhận một điều là ở ngoài rất là đẹp. Ngọc Kayla có một cái sức sống rất là rạng rỡ và không biết là mình có cái bí quyết gì để giữ được cái thần thái không chị? Có thể là do mình chọn cái dòng nhạc lúc nào nó cũng vui tươi đó, nhảy nhót, nên là thành ra có một gì đó tác động đến mình, giúp cho mình lúc nào cũng năng động. Và hy vọng hôm nay chị sẽ hết mình cùng với các cái chặng đường của Khẩu vị ngôi sao hôm nay nha. Chắc chắn rồi. Và nơi anh cảm thấy cái không gian từ phòng khách đến cái căn bếp đằng xa kia như thế nào, anh có thể chia sẻ cảm giác của anh được không? Đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao thì anh cảm thấy cái không gian bếp này cảm giác ấm áp, mà mình cảm giác mình đang thèm một cái gì đó. Vừa mới vô nhà mình ngồi xuống mình nhìn thấy căn bếp bên kia rất là khang trang, đầy đủ vật dụng, nguyên liệu, mọi thứ đều rất là sạch sẽ và sáng sủa. Ngay lập tức mình đói bụng liền đúng không anh? Chính xác. Nếu mà đói bụng thì mình đặt hàng ngay hai món ăn với hai tờ giấy mà em đã chuẩn bị sẵn. Mình sẽ ghi vào trong đó hai món ăn mà anh mong muốn được thử trong chương trình ngày hôm nay. Rồi, ok. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ trò chuyện một chút xíu. Tại vì nhắc đến âm nhạc thì mình nói về anh Khư Huy Vũ rất là nhiều rồi. Còn về đồ ăn thì mọi người chưa có biết nhiều về cái sở thích ăn uống của anh. Anh có phải là một người thích nấu ăn hay không? Anh thì về nấu ăn có lẽ là anh rất là dở. Hoàn toàn chỉ thích ăn thôi. Mặc dù mình không có giỏi nấu ăn nhưng mà anh cũng đã được trải nghiệm rất là nhiều những cái món ăn của những người nấu khác nhau đúng không? Chính xác. Rồi, vậy thì bây giờ hy vọng là ngày hôm nay anh sẽ phát huy hết tất cả những điều đó, bởi vì sẽ có hai người bạn nữa. Hai người bạn này cũng chính là những người rất là hâm mộ chặng đường âm nhạc của anh Khư Huy Vũ. Và các bạn đã lặn lội tới đây để có thể nấu cho anh ăn những cái món ngon mà anh đã đặt hàng trong chương trình. Wow. Và bây giờ thì chào đón hai người chơi của chúng ta, đó chính là bạn Mai Mai và Hải Chi. Xin chào. Wow. Đáng yêu thế. Trời ơi, dễ thương quá. Xin chào hai bạn. Chào anh. Mời hai bạn chúng ta cùng ngồi xuống phòng khách của Khẩu vị ngôi sao nha. Hồi nãy nha, mình là cô gái độc nhất ở đây thì mình còn cảm thấy tự tin. Bây giờ hai cô gái năng động khác cũng đã xuất hiện, mình cảm thấy mình hơi lép vế chút xíu. Thôi nhường sân lại cho hai bạn giới thiệu về mình nhé. Xin mời hai bạn. Em tên là Hải Chi, em là giáo viên mầm non. Wow. Giáo viên mầm non như vậy là nấu nướng thì bạn... kỹ năng của mình hay không? Đối với em chỉ cần nhìn là học được.
Wow. Bạn này rất tự tin thưa quý vị. Còn người bạn còn lại thì sao? Xin mời bạn giới thiệu về mình. Mình là Mai Mai, hiện tại mình là biên tập viên. Hàng ngày thì mình cũng thường tự nấu những cái bữa ăn, nhất là ăn sáng và ăn tối cho mình, còn trưa thì ăn ở công ty. Nên là kinh nghiệm nấu nướng của mình thì không có được như những đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng mà cũng có thể là dùng được trong các dịp tiệc hoặc là trong gia đình. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của bạn. Rồi, bây giờ chị đặt hàng món ăn mà chị thích mà mong muốn được thưởng thức trong chương trình. Ok. Mình sẽ ghi vào trong hai tờ giấy của chương trình, mỗi tờ giấy một món ăn mà chị đang thèm quá muốn được ăn quá nha. Rồi, ok. Rồi. Xong chưa? Xong. Rồi bây giờ mình giữ bí mật ha. Ừ. Còn bây giờ thì em sẽ là người bật mí. Hai chàng trai đang khao khát được xuất hiện tại căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao là ai? Đó chính là bạn Hoàng Đô và bạn Thiện Long. Xin mời. Ê em, tôi em. Quên, tập trung. Xin chào hai bạn, cảm ơn hai bạn đã đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Mình là Tiền Tăng và đây là người mà hai bạn rất là khao khát được gặp hôm nay, thần tượng của các bạn, nữ ca sĩ Ngọc Kayla. Và bây giờ thì chắc là sẽ nhờ hai bạn sẽ lần lượt giới thiệu về mình cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Xin chào quý vị khán giả, mình là Hoàng Đô, công việc hiện tại của mình là diễn viên. Xin chào. Tại sao lại quyết định đến với Khẩu Vị Ngôi Sao khi mà công việc diễn viên của mình nó hình như đâu có liên quan gì đến bếp núc lắm đâu ta? Ngoài nhân tố chính đó là đến vì Ngọc Kayla thì còn có cái động lực nào nữa không mà quyết định thử thách mình với căn bếp của chương trình? Ngoài nhân tố là thần tượng của em thì người còn lại là chị đó. Thì người còn lại là chị đó. Thấy chưa? Nè, nhưng mà hỏi thiệt, thích hai cô gái này, hai cô gái này vui rồi đó. Nhưng mà liệu thích không có đủ sức để mà mình có thể vượt qua thử thách trong căn bếp Khẩu Vị Ngôi Sao không? Hỏi thiệt. Hỏi thiệt thì xin trả lời thiệt, chỉ cần hai chị là hậu phương vững chắc là được. Việc gì em cũng làm qua hết. Em là em không có tin lắm đâu. Diễn viên mà. Không, đúng rồi, hai chị đâu xinh đâu. Trời ơi, đó. Mà xinh lắm luôn á. Lại nửa xỉu, tỉnh táo. Dẫn chương trình. Và xin mời Thiện Long sẽ chia sẻ về mình với tất cả quý vị khán giả và đặc biệt là thần tượng Ngọc Kayla. Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình tên là Thiện Long, mình là bác sĩ thú y. Thì ngoài ra công việc bác sĩ thú y thì mình còn là một rapper nữa. Wow. Thì, hôm nay mình đến chương trình này vì chị Ngọc và cũng vì chị MC nữa. Thí dụ mà mình rap thử một đoạn được không ta? Đúng rồi. Ok, em sẽ suy nghĩ ngắn. Người ta gọi mình là Joki. Đến đây không lo chi, tiến xa mà không cần chiến mã, họ gọi tôi là Trương Vô Kỵ. Wow, hay ha. Rất là ngắn. Em xin một đối lại luôn hả? Đối lại luôn. Trời ơi, trời ơi, dân rap mà. Em on top, không phải tên chính. Không phải díu tụp, không phải... quên rồi. Trời ơi, cái gì? Giọng ơi. Thôi cho qua. Đây, em on top, không cần trending, không cần YouTube, không cần trending. Thôi mình bỏ qua luôn, tự nhiên cái tôi cũng quên lời luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên của chương trình, đó chính là khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao. Trên màn hình của chúng ta chính là 5 ẩn số. Mỗi một ẩn số được mở lên thì sẽ có một dữ kiện về sở thích ăn uống của anh Lê Minh Thành. Và nhiệm vụ của hai người chơi đó là chúng ta sẽ vượt qua các thử thách của từng ẩn số. Người nào chiến thắng thử thách thì sẽ nhận được một điểm. Và cũng như là chúng ta sẽ lật mở ra được một dữ kiện. Và thêm một điều đặc biệt nữa là một trong số 5 ô bất kỳ này sẽ có chứa huy hiệu thần bếp. Nếu như một trong hai người lật mở được ô số có huy hiệu thần bếp thì mình sẽ nhận được đặc quyền từ Khẩu Vị Ngôi Sao. Đặc quyền đó có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, bạn sẽ được kế bỏ một cái thử thách mà mình phải gánh chịu trong phần 2, đó là phần chinh phục Khẩu Vị Ngôi Sao. Hoặc là lựa chọn tiếp theo, bạn có quyền nhờ Tiền Tăng hoặc là Ngọc Kayla hỗ trợ bạn trong quá trình sơ chế món ăn. Chúng ta sẽ cùng đến với thử thách đầu tiên là gì đây? Thử thách đầu tiên là câu hỏi. Câu hỏi của chúng ta như sau: không nên cho gia vị nào vào món canh bí xanh hay còn gọi là canh bí đao? A. Hạt tiêu. B. Nước mắm. C. Muối. Thời gian dành cho các bạn 5 giây bắt đầu. Hạt tiêu, nước mắm, muối. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Đáp án của cả hai đó là A. Hạt tiêu. Đáp án của chúng ta đó chính là B. Nước mắm. Tuyệt đối là không cho nước mắm vào canh bí đao vì sẽ khiến cho canh bị chua. Oh,
Cái này là thêm một cái kiến thức mới rất là thú vị. Để mà mình lưu ý sau này mình có nấu canh bí đao cho người nhà của mình thì mình hạn chế không có cho nước mắm vô. Như vậy là cả hai bạn đều không có ai nhận được điểm từ chương trình. Nhưng mà không sao cả, chúng ta vẫn được biết dữ kiện tiếp theo từ anh Lê Minh Thành mang đến cho chương trình là gì. Xin mời. Chua cây. Chua cây. Rồi nói hết trơn luôn rồi. Ừ, anh nói từ đầu đến đuôi giờ luôn rồi xong hết trơn luôn. Nó rõ ràng luôn rồi, nó quá rõ ràng. Nhưng cái quan trọng á là biết anh thích chua, biết anh thích cay, nhưng mà cái mức độ nó như thế nào? À, nói chung mức độ cay của anh thì mì cay khả năng cấp 7. Trời ơi. Còn với chua thì anh thường thường hay chấm tắc với lại muối. Hả? Anh hay ăn tắc với muối anh. Trời ơi. Tại vì không, thật sự mới chia sẻ luôn là tại vì nó cũng rất là hay cho cái cổ họng mình. Khi mà anh làm việc quá nhiều anh bị khan tiếng á. Thì anh hay chấm tắc với muối để anh ăn. Nó sẽ thông cổ anh. Thông cổ anh cả hơn. Bây giờ mình tới thử thách tiếp theo đi à. Xin mời thử thách ưu tiên. Chào đón, hai người chơi và anh Thuy Vũ đang đến với thử thách ưu tiên. Ở trên đây là một chú cá sấu đang bất động. Và nhiệm vụ của các bạn đó là sẽ thay phiên nhau ấn vào răng của chú cá sấu này. Ấn cho đến khi nào bỗng dưng cử động, thập vô một cái vô ngón tay của mình thì ai bị trước người đó sẽ là người thua. Và người còn lại nghiễm nhiên là người thắng cuộc, nhận một điểm và được mở ra dữ kiện tiếp theo. Ai muốn chơi trước hay là quánh tụi xì? Quánh tụi xì cái đi. 3, 2, 1. Rồi. Người thua đi trước đúng không? Tôi đi trước hả? Tôi đi trước hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trò chơi 3, 2, 1 bắt đầu. Vẫn còn. Cố lên. Rồi, hiểu luôn. Quá nguy hiểm. Và như vậy, kết quả chung cuộc, người thua đó chính là bạn Mai Mai. Nhận được một điểm từ thử thách ưu tiên, xin được chúc mừng Hải Chi. Và bây giờ, mời mọi người chúng ta sẽ quay trở lại với phòng khách để khám phá dữ kiện tiếp theo trong ẩn số của chương trình. Rồi, thông tin tiếp theo sẽ là gì đây? Quảng Nam. Lần đầu tiên của Vũ là được đi Quảng Nam hát. Wow. Là được các anh chị khán giả ngoài đó dẫn đi ăn món đặc sản. Đó là món mì Quảng. Và anh có cái yêu cầu gì cao không? Ví dụ như là món ăn nó phải cay thì cay hay là nó sẽ như thế nào không? Hay là thích ăn cay? Chính xác. Phải cho chút xíu sa tế tôm vô trong cái tô mì Quảng đúng không? Chút xíu không đủ đâu. Một muỗng. Hai muỗng. Hai muỗng sa tế tôm vô nó cay mà nó thơm, nó có chút xíu tôm trong đó nữa là cái tô mì Quảng mình xuất sắc luôn anh ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ẩn số cuối cùng. Xin mời chương trình. Đây là thử thách đối kháng. Hồi nãy là chỉ mới được hoạt động tay thôi. Bây giờ mời hai bạn đứng lên. Và đây chính là thử thách đối kháng dành cho hai bạn. Ban tổ chức của chúng tôi đã chuẩn bị mỗi bên một cái lon. Và đây là vị trí của hai bạn nha. Nhiệm vụ của cả hai đó là sẽ sử dụng đúng một làn hơi duy nhất để đẩy cái lon này sao cho thật xa trong khả năng của mình. Bạn nào xa hơn, bạn đó sẽ là bạn giành chiến thắng ở thử thách này. Lưu ý, chỉ sử dụng một làn hơi duy nhất. Rồi, đi chị đếm đi. 1, 2, 3. Thổi trước thì đếm luôn đó. Trời ơi. Rồi cuối cùng là lên hay xuống? Dừng. Rồi. Chúng ta đã có mức của bạn Hoàng Đô. Bây giờ là Thiện Long. Rồi, ngay lắm á. Trời ơi. Yeah. Xin được chúc mừng. Rất là căng thẳng, một trò chơi tưởng nhỏ nhưng mà cũng rất là căng não ha. Hồi hộp quá, dữ kiện cuối cùng rồi. Đó là người thầy. Và mọi người có nhận ra không? Đó là ẩn số này có huy hiệu thần bếp, đồng nghĩa với việc người thắng cuộc đó là bạn Thiện Long sẽ được sở hữu huy hiệu này ở phần 2 của chương trình. Quay trở lại với từ khóa người thầy. Xin mời. Người thầy Ngọc Khai Lan muốn nói nhắc đến ở đây đó có nghĩa là mẹ. Bởi vì là mẹ ngoài cái việc là dạy dỗ thì còn là một cái người đầu bếp rất là tuyệt vời của gia đình. Lúc nhỏ thì mẹ thì thường sẽ không có cho mình nấu nướng gì cả, chỉ là xuống phụ lặt rau. Nhưng mà sau khi mà Ngọc Khai La học đại học ở trong này á, thì không được ở cùng với bố mẹ nữa thì mình phải tự lo. Thì mình nhớ cái lúc mà mẹ nấu ăn á, thì mình cũng địa chứ, thì nhớ tới những cái món mà mẹ
nấu, rồi đồng thời ví dụ mình không biết cái gì thì mình sẽ hỏi trực tiếp. Bởi vì thấy là mẹ có một vai trò rất là quan trọng, mẹ là trong người truyền cái động lực cho mình để mình nấu ăn ngon hơn. Và cũng từ mẹ mà mình được truyền lại rất nhiều những cái bí kíp nấu ăn, tại vì mỗi nhà sẽ có mỗi một cái gu, mỗi nhà sẽ có những cái bí quyết riêng. Như mọi người cũng thấy là cả hai chàng trai của chúng ta ngày hôm nay đều ngang tài ngang sức, và tính đến thời điểm bây giờ là chưa có ai vượt lên trên ai cả. Cho nên ban tổ chức của chúng tôi đã quyết định suy nghĩ thêm một thử thách phụ cho anh Minh Tuấn và anh Phước Nhã. Cùng mời thử thách phụ ngay nào. Ta-da! Impossible! Thử thách phụ dành cho anh Minh Tuấn và anh Phước Nhã. Mỗi người chọn một quả bóng nhé. Rồi, bóng rồi, em mời anh. Rồi, cảm ơn. Và bây giờ, chị ngồi đó có gì bịt tai lại nha. Ai thổi khi nào nổ là thắng hả? Dạ, đúng rồi. Cái trò chơi của chúng ta đó là cả hai sẽ cùng thổi bong bóng. Dạ, là ai làm bể quả bong bóng trước thì người đó sẽ là người thắng cuộc. 3, 2, 1, bắt đầu! Dạ, nó mang quá, thổi hoài nó bự. Trời ơi, nó bự quá rồi, mà sao nó chưa bẹt. Mình qua đây đi chị. Sợ quá, sợ quá. Chị sẽ bảo vệ em. Em sợ trước là bị bóng chị ơi. Ủa, mình lại chưa tới đâu hết. Mà bên đây là bị bóng trước. Dạ, như vậy là kết thúc thử thách vụ chiến thắng chung cuộc ở phần đầu tiên. Khám phá khẩu vị ngôi sao đã thuộc về anh Phước Nhã. Dạ rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hai món ăn mà chị Thanh Hiền đã đặt hàng cho chương trình, đó là gì nhé? Mì Quảng và chè bưởi. Rồi bây giờ xin mời người thắng cuộc anh Phước Nhã, anh sẽ chọn món nào đây? Mình chọn cái này. À, món vậy chính thì mì Quảng của anh Phước Nhã và chè bưởi sẽ của anh Minh Tuấn. Em gửi à. Cảm ơn chị. Rồi, bây giờ anh Phước Nhã ơi, anh nhìn cái bếp nha. Đây, hướng này của em là bếp bên trái, hướng này của em là bếp bên phải. Anh chọn bếp nào? Bên kia. Bên phải đúng không? Đúng rồi. Anh quyết định chọn bên phải. Yes. Vậy thì còn cái góc bếp nào nữa đâu anh Minh Tuấn, anh sẽ ở bên còn lại. Và bây giờ hãy cùng đến với phần 2 của chương trình Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Khán giả đang cùng đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao, và chúng ta đang đến với phần 2, đó chính là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Với mỗi người một lựa chọn, đó chính là bò nướng và cơm gà Tam Kỳ. Nhiệm vụ của hai người chơi Thiện Long và Hoàng Đô đó là bằng mọi cách phải cố gắng thực hiện một món ăn hoàn chỉnh, và quan trọng hơn cả là chinh phục được khẩu vị của khách mời chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ trong căn bếp khoan, của khoan, sao nãy nhìn ngồi đó Ngọc Hiền Hiền vậy thôi chứ giờ vô là nghiêm mình. Ủa sao nghiêm vậy? Chưa nói gì luôn á. Ý là chấm điểm. Trời đất ơi. Nè bà, nhìn đi, trời đất ơi, đồ ăn chưa có mà chưa gì vô dai nghiêm túc. Nhưng mà Tuyền Tăng nghĩ á, là chị Ngọc Kayla nên bớt cái sự khó tính và nghiêm túc của mình lại chút xíu. Tại vì sao? Tại vì căn bếp của khẩu vị ngôi sao là một căn bếp không bình thường. Trời ơi. Hai người chơi tham gia khẩu vị ngôi sao đến với căn bếp của chương trình đều phải gánh chịu những thử thách cực kỳ khắc nghiệt. Ví dụ, Thiện Long, chân của bạn sẽ bị cột vào phần bếp của chúng ta, cho nên là mọi di chuyển sẽ trở nên khó khăn và giới hạn hơn nhiều. Muốn lấy nguyên liệu là phải với đi, với thử thôi. Tội đó, chị thấy tội ghê không? Rồi bên đây bị cái gì? Bị bắt là mọi sự di chuyển nó đều chỉ nằm ở trong cái chiếc vòng này thôi. Không có được đi ra, đi tới, đi lui thoải mái với chị em mình. Rồi. Đó, cho nên là xương thương người ta chút xíu nha. Nhưng mà quên nhắc cái nữa là Thiện Long ơi, ngoài việc là người chiến thắng ở vòng đầu tiên của chương trình, bạn còn nhận được huy hiệu thần bếp. Và với hai đặc quyền ưu tiên được chọn một thì bạn sẽ chọn đặc quyền nào đây? Em sẽ chọn đặc quyền là nhờ sự trợ giúp của chị. Bạn sẽ được nhờ sự trợ giúp của khách mời. Tuy nhiên chỉ được chọn một trong hai, hoặc là Tuyền Tăng hoặc là Ngọc Kayla giúp đỡ thôi. Ai? Chọn cả hai đi. Không. Này thần thái mà chọn chị. Trời ơi. Thôi cảm ơn. Ngọc tới đây là để ăn thôi. Thưa quý vị, trong lịch sử của khẩu vị ngôi sao chưa bao giờ
MC lại rơi vào tình huống này. Nhưng thôi, có chơi có chịu, chơi thì phải tới luôn. Và Tiền Tăng sẽ là người hỗ trợ người bạn của chúng ta Thiện Long trong việc là sơ chế các cái phần của nguyên liệu trước khi hoàn thiện món ăn. Xin được lưu ý với Mai Mai là bên cạnh việc là phải thực hiện món ăn cũng như là gánh chịu thử thách mà chương trình đưa ra trong căn bếp này, thì bạn đừng quên bạn đang sở hữu huy hiệu thần bếp và bạn có cơ hội chọn một trong hai đặc quyền ưu tiên dành cho mình. Bây giờ bạn chọn đi, bạn chọn sự hỗ trợ đến từ chúng tôi hay là bạn chọn tháo cái bao bố khó chịu ở trên người mình ra nè? Mình nghĩ là mình chọn tháo cái bao bố này ra đi. Bạn ấy quyết định là tháo cái bao bố ra chứ tuyệt nhiên không quan tâm, không cần chúng tôi, thôi cũng được đi, rồi mời bạn tháo bao bố ra. Mai Mai thoải mái rồi hen. Còn Hải Chi ơi, mình thì không có nguyên hiệu thần bếp nên là mình sẽ phải chịu một cái thử thách đến từ căn bếp mà chương trình đưa ra cho bạn, đó là ngồi trên một chiếc ghế xoay. Và lưu ý là xuyên suốt cái quá trình thực hiện món ăn là bạn sẽ không được chạm chân xuống đất, chân của bạn sẽ đặt lên chân ghế. Và bạn muốn di chuyển từ khu vực này sang cái khu vực bồn rửa để sơ chế thức ăn thì bạn phải di chuyển bằng cách là lùi ghế, đẩy ghế như thế nào đó tôi không biết, cứ cố gắng xoay sở nha. Nếu như mà mình nhìn sơ qua cả hai căn bếp thì đều đã có những nguyên liệu được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Nhưng mà để ý kỹ, sườn đâu? Rồi bên đây, tôm đâu? Trời đất ơi, gỏi tôm sống mà không thấy tôm. Và đây, đã đến lúc khách mời tham gia chương trình sẽ hỗ trợ các bạn lấy những cái nguyên liệu món chính về để các bạn chế biến. Và anh Thành ơi, bây giờ sẽ là các thử thách dành cho anh để có thể hỗ trợ các bạn làm ra một món ăn ngon nhất cho tất cả chúng ta cùng thưởng thức. Anh sẵn sàng chưa? Anh luôn sẵn sàng. Bây giờ mời các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu sơ chế những bước đầu tiên. Còn anh Thành theo em lên đường. Hoàng Hợp thì chờ đợi con số gì ra cái. Không phải là một con số. Đi du lịch hả? Đó chính là một chiếc vali. Trong chiếc vali này sẽ có rất nhiều những phụ kiện thời trang mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Nhiệm vụ của anh là sẽ mở chiếc vali này ra, chọn những phụ kiện phối hợp như thế nào đó để khiến cho bộ trang phục của anh đã đỏ như vậy rồi sẽ càng trở nên nổi bật hơn. Đỏ hơn nữa hả? Sau khi kết thúc phần phối trang phục, chương trình sẽ chụp ảnh lại những khoảnh khắc của anh. Và nếu như ảnh đẹp, hợp lý, đúng chuẩn ban tổ chức đề ra thì anh vượt qua thử thách. Ô, hồi hộp quá. Nó sẽ là một bộ trang phục mới hay là phụ kiện gì đây? Các bạn ơi, anh ấy sẽ trở thành một người như thế nào đây? Với những thứ mà ban tổ chức, trời đất ơi, cái gì vậy? Ok, cái này cũng được mà, đúng không? Cái này cũng được luôn. Anh thấy được là được thôi. Nói ra có cái gì rồi? Okay. À, màu đỏ anh thích đây. Ok. Anh nhớ phải giải thích được cái phong cách của anh là gì với năm món đồ đó nha. Wow, anh ấy đã bắt đầu sử dụng ba cái rồi. Ba cái rồi. Anh còn hai món đồ nữa. Rồi anh cứ uống tiếp anh. Anh nghĩ cái này nó có thể giúp anh trở thành một cái gì đó quý phái hơn. Một cái gì đó quý phái hơn. Được. Được không? Được không? Ok. Được. Rồi. Hoàng gia rồi đúng không? Món món cuối cùng. Thời gian sắp hết rồi. Hoàng gia, nếu mà hoàng gia thì mình cần có vương trượng. Đây. Trời ơi. Ok. Rồi. 3 2 1 dán đầu tiên. Ta là vua. 3 2 1 dán thứ hai, ta là. Ta là tỳ nữ. 3 2 1 dán cuối cùng, bứt phá lên. Ta là ta. Trời ơi. Rồi, ban tổ chức quyết định cho anh thắng thử thách này. Quá rồi. Ok, vậy là anh đã có nguyên liệu là sườn rồi đúng không? Dạ. Anh có thể chọn bất kỳ nguyên liệu nào gửi cho các bạn luôn. Mình chọn sườn trước đúng không anh? Sườn trước đi. Đây đây, sườn của em đây. Rồi, cảm ơn anh. Cẩn thận, bình tĩnh nha. Có em ở đây. Có cần em không? Trời, trời ơi, sao rồi vậy? Bị cái gì? Trời, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, em cũng sợ. Em không sao nữa chị. Sắp tới. Trời ơi, sắp mặt, sắp mặt. Sắp luôn kia bẫy. Sắp tới rồi. Hay từ từ nha, để em giúp chị, để em giúp chị từ từ. Rồi giỏi quá xíu nữa chị, rồi chị ơi, quá luôn. Rồi, trời ơi. Ai làm chè bưởi kia? Chè bưởi nè, trời ơi. Không biết tới lúc ăn sao chứ lúc lấy là mệt rồi á. Trời đất ơi. Chà, anh phải lấy thằng bạn. Trời ơi, em sợ quá. Tới chưa, trời ơi, tới, chưa, tới, chưa, chưa, tới, tới, nhanh một chút xíu thôi, ráng lên. Trời ơi, mọi người em cũng sợ nữa. Rồi, còn tới đây, còn tới đây, còn tới đây. Anh này có đi lại nữa được nữa không? Không, phải lên tới đầu nữa hả? Rồi, bây giờ em sẽ dịn anh nha. Rồi. Ôi da. Từ từ. Em vẫn ở bên cạnh anh. Anh phải bước lên, không có trơn. Một chút xíu thôi. Phải giữ thằng bằng. Tới rồi. Rồi, một chút thôi.
cuộc đời. Tôi thấy trời, cái dáng đứng có một cái phong cách rất đứng là điệu nghệ. Đây. Tôi đang rất mỏi ạ. Tôi đang rất mỏi. Bạn hãy cố gắng lên ạ. Là tận tâm. Còn bên đây thì lấy bò được rồi cho nên là cũng yên lòng ha. Và bạn sẽ còn an tâm hơn nữa. À không biết có an tâm hay không, nhưng mà có Tuyền đồng hành cùng với bạn rồi. Bạn xin phép sẽ được đồng hành cùng với Thiện Long nha. Giờ Thiện Long muốn Tuyền làm gì? Giờ em muốn chị. Ê, không may ra nghỉ nha. Rồi cho ra nghỉ luôn. Ra nghỉ nha. Sướng dễ sợ không? Cuộc đời chỉ để hưởng thụ thôi. Chị muốn cắt sao thì chị cắt. Cắt cho tới khi nào mà chị rưng rưng nước mắt thì thôi. Trời đất ơi. Hàng xóm ổn hàng xóm ơi. Hơi quạo. Long bao nhiêu đây đủ chưa? Em nghĩ là đủ rồi. Chứ mắt Tuyền chịu hết nổi rồi. Xin chào tất cả các khán giả, Tuyền Tăng và anh Khương Huy Vũ đã quay trở lại rồi đây với thành phẩm đến từ Mai Mai và Hải Chi. Hải Chi là món bún đậu mắm tôm, còn bạn Mai Mai của chúng ta đó chính là bánh tráng trộn. Ủa trời ơi, thấy thương ghê không, khuyến mãi luôn à. Bánh tráng cuốn nè, đó là có chén chấm, đây là để làm bánh tráng chấm luôn nè. Quá trời luôn, này là vi thần tượng của mình dữ lắm mày hen. Chị ơi, đã sẵn hai món, chị đặt hàng căn bếp khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay. Và đó chính là món mì Quảng của anh Phước Nhã và món chè bưởi của anh Minh Tuấn. Hai thành phẩm của hai cô gái xinh đẹp. Bây giờ là một bên là sườn xào chua ngọt, một bên là gỏi tôm sống. Và chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức hai món ăn được chế biến bởi Hoàng Đô và Thiện Long. Bây giờ là nhìn ngoại hình thì đang nghiêng về bên nào? Anh năm thôi thử đi rồi. Thôi rất là thẳng thắn, muốn nhanh gọn lẹ thử luôn. Bây giờ thử món nào trước? Nhìn chị hiền vậy thôi chứ mà vô ăn uống mà chấm điểm kiểu vậy là chị cái nết nó khó lên đó em. Chà, nên là chị sẽ thử món cơm trước. À tại sao chị lại chọn thử món cơm trước ạ? Dù gì thì nó cũng là món đặc sản của quê chị nên là chị muốn thử nó trước. Đúng rồi, gà Tam Kỳ. Chà, khá ngon nha mọi người. Thêm một chút nước mắm vô. Thêm một chút nước mắm. Phải có một chút, phải có sự hướng dẫn của đầu bếp. Gà là phải có nước mắm vô. Em nấu em đói lắm luôn rồi đó. Hồi hộp quá. Ngon. Đúng vị luôn á. Đúng vị quê Ngọc luôn á. Là cơm thì lấy từ nước luộc gà đúng không? Đúng có rồi. Mùi thơm. Gà vị cũng vừa với Ngọc luôn. Nước mắm có gừng đúng không? Có một chút xíu. Rồi, bây giờ tới mình thử bên đây ha. Khoan, bây giờ trước khi mình thử món kế bên thì mình sẽ uống một miếng nước lọc. Để mình tráng miệng cái hen. Uống miếng nước hen. Ngon nha. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với món bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn nha, bây giờ em thử với anh nha. Dạ, tất nhiên ạ. Em muốn ăn bánh tráng trộn trước hay là ăn bánh tráng... Bánh tráng trộn đi, tại vì chủ đề của mình chính mà. Dạ rồi, một phần cho anh đi ạ. Mời quý vị khán giả cùng ăn với Tiền Tăng và anh Vũ nha. Đúng là thêm rau răm vô, dậy mùi lên luôn. Trong cái dĩa bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn của tâm tư của người đẹp này thì nó đầy đủ hương vị cuộc sống hết á. Em cảm thấy không? Chua, béo, cay cũng có chút mặn, đúng, chút ngọt. Bây giờ thì chúng ta cũng đã cảm nhận được hết tất thảy tình yêu, sự hâm mộ của các bạn trong món ăn mà bạn mang tặng cho anh Lê Minh Thành. Nhưng mà cuộc chơi của chúng ta đã gọi là thi đấu với nhau thì chỉ có một người thắng cuộc trong hai người mà thôi. Anh chọn ai trở thành người chiến thắng của khẩu vị ngôi sao tuần này? Thì thật sự với anh, hai bạn nấu đều hai món rất là ngon, anh ăn rất là vừa. Nhưng bởi vì cái món gỏi tôm sống nó bị, với anh thì nó bị thiếu cam chút xíu. Món sườn xào chua ngọt anh cảm thấy là nó vừa với khẩu vị mình nhất. Rồi, và như vậy người thắng cuộc của khẩu vị ngôi sao tuần này đó chính là bạn Mai Linh. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ mọi người ơi, chần chờ gì nữa, nhận quà thôi nào.
khi chia tay anh Thành, chia tay Mai Linh và Bích Lợ thì Tuyền Tâm cũng rất là muốn nghe cảm nhận của cả hai bạn khi mà tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời Mai Linh. Được ngồi kế thần tượng của mình thì rất là hồi hộp luôn, nhưng mà rất là vui khi mà một cái món ăn mình nấu ra mà thần tượng mình cảm thấy ngon là một cái điều cảm thấy hạnh phúc nhất. Qua chương trình này thì cũng gửi lời chúc đến anh là mong cuộc sống của anh sẽ luôn là ngập tràn những tiếng cười và niềm hạnh phúc, thưởng thức nhiều món ngon hơn ạ. Trời ơi, ngọt ngào quá. Cảm ơn Mai Linh rất là nhiều. Còn cô bạn Bích Lợi thì sao? Em có thấy chương trình ngày hôm nay thì rất là thú vị. Qua chương trình thì em cũng học hỏi được thêm nhiều bí quyết nấu ăn. Và hy vọng là trong thời gian sắp tới em sẽ áp dụng nhiều hơn trong cuộc sống của mình, trong những món ăn dành cho những người thân trong gia đình của mình nha. Cảm ơn thầy rất nhiều. Và bây giờ xin mời anh Thành sẽ trao phần quà cho người thắng cuộc, đó là bạn Mai Linh. Đây là phần thưởng của Mai Linh. Cảm ơn Mai Linh đã đến với chương trình. Còn anh Khương Huy Vũ thì sao? Anh thấy chương trình của mình như thế nào? Vũ cảm nhận một chương trình rất là tuyệt vời. Mong rằng càng ngày chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao sẽ được quý vị yêu thương nhiều hơn nữa, đón nhận nhiều hơn nữa để có rất là nhiều những số tiếp theo đặc biệt hơn, mang tất cả những cái gì vui nhất, hạnh phúc nhất đến tất cả mọi người. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh. Ngày hôm nay thì Ngọc Kayla rất là vui khi có mặt tại chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao và được thưởng thức những món ăn rất là ngon đến từ hai bạn. Và Ngọc Kayla cũng cảm ơn cái tấm lòng của hai bạn đã mang món ăn đến để chiêu đãi Ngọc Kayla. Và cũng chúc cho hai bạn luôn sức khỏe và nấu ăn lúc nào cũng ngon như vậy. Chúc cho Tuyền cũng luôn sức khỏe và tất cả quý vị khán giả cũng thật nhiều sức khỏe ạ. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có thiệt là nhiều sức khỏe và ngày càng tiến lên trong cuộc sống nhé. Và một lần nữa cũng xin được bắn tim cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn yêu thương và đồng hành cùng với chương trình. Đừng quên chúng ta luôn luôn có hẹn với nhau vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ thì chào tạm biệt khán giả và hẹn gặp lại.